Cơn mưa đêm nay ướt đôi mi cay. Yêu thương khi xưa đã không còn nữa. Khi anh ra đi em vẫn không tin người thay đổi. Em mong cô đơn suốt bao đêm dài. Bao nhiêu tâm tư sẽ chia cùng ai. Môi hôn khi xưa tan nát trong mơ cùng lời anh hứa. You're breaking my heart, breaking my soul. Giá như đừng yêu nhau giây phút đầu, cứ thế quên em đi. Yêu dấu anh còn gì? Anh ra đi ta chia ly cứ tiếc chi. You're breaking my heart. Chúng cũng học được 2 năm đi theo Phôi và có nhiều khi nó cũng không phải là học nữa. Hai cô trò ngồi với nhau hát hết bài này đến bài kia. Chung là một người rất là thích hát và cái người mà mình cảm thấy là không bao giờ biết mệt mỏi, không bao giờ biết mệt mỏi. Suốt ngày làm việc xong rồi hát xuống. Quên là Phương thích Quang Trung ở cái là Phương thì là người là rất là tiêu cực. Còn Quang Trung thì lúc nào cũng tích cực hết, làm cái gì cũng tên hết tới chốn. Và chính vì vậy mà Phương là nhận học Quang Trung chính là một trong những học trò ruột của mình và tình nguyện giúp đỡ phía sau cho Quang Trung. Thì các bạn đã thấy là Quang Trung rất là lễ phép và dễ thương không? Thì tất cả mọi người, ngay cả một cái người làm công thôi, Trung cũng rất là lễ phép. Chứ không phải chỉ cần là cái người đó lớn hơn mình hoặc là cái người đó có vai có bế gì thì là lễ phép. Mà cái đó là tôi yêu quý vô cùng. Và cái điều đó là không thể cái gì có thể đánh đổi được cái tình cảm của Phương đối với Quang Trung. Cái khó của Trung tức là tìm cái con đường đi cho mình, cái con đường nó đi như thế nào, thể loại âm nhạc như thế nào. Phương thì muốn không muốn là Quang Trung xuất hiện ở vai trò ca sĩ mà có dính hài trong đó. Bởi vì các bạn sẽ thấy nó lấp lửng và người ta sẽ không chấp nhận Quang Trung ở ngoài vai trò ca sĩ. Cho nên là Phương dặn đi rất là kỹ. Khi con bắt đầu ở vai trò ca sĩ, Phương là người xuống Quang Trung trở thành ca sĩ. Bởi vì em hát rất là tốt, thực sự là Trung hát rất là tốt, tốt hơn nhiều ca sĩ này. Phải nói là vậy. Về việc này thì Trung nghĩ là Trung sẽ không sợ lắm đâu. Tại vì Trung nghĩ là mình làm bất cứ ngành nghề nào hay bất cứ công việc gì, sản phẩm nào thì cũng sẽ có người yêu và người không yêu. Thì Trung nghĩ là với những cái ý kiến mà thật sự tích cực và đóng góp cho mình thì đó là những cái điều rất đáng quý mà mình có thể trau dồi và học hỏi, mình có thể nâng cái khả năng của mình nhiều hơn. Còn với những ý kiến nếu như mà quá tiêu cực hoặc là không có cái tính xây dựng thì Trung thường sẽ không bận tâm mấy đâu. Tại vì Trung biết là nghề của mình nó có rất là nhiều điều tiếng. Nếu mà Trung quá bận tâm về những điều tiếng đó thì Trung sẽ không có đủ tinh thần để làm việc. Thiệt ra là âm nhạc với Trung có lẽ là biết nhau lâu lắm rồi, nhưng mà bây giờ mới chính thức ra mặt làm quen thôi. Trung yêu âm nhạc từ khá lâu, từ lúc nhỏ rồi. Lúc nào Trung cũng thích hát hết, nhưng mà cho tới bây giờ mới thật sự dám cầm micro để gửi đến mọi người những cái bài hát của mình.